Sáng ngày 30 tháng 9, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Nguyên Khê tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, chào mừng kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2023. Trong những năm qua, xã Nguyên Khê đã đoàn kết, thống nhất, vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, Huyện ủy, tạo ra bước chuyển biến rõ nét trên mọi lĩnh vực, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Đảng bộ xã đề ra. Nổi bật là kinh tế trên địa bàn liên tục tăng trưởng ở mức cao, tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm đạt 11,2%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng. Hàng năm, tỷ lệ thu ngân sách trên địa bàn xã đều vượt chỉ tiêu giao từ 15 đến 38%. Hiện xã Nguyên Khê đang tích cực thực hiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường, xã nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc. Hiện trên địa bàn xã không có vụ việc vi phạm về trật tự xây dựng phải xử lý. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung quyết liệt. Trong những năm qua, xã Nguyên Khê đã thực hiện giải phóng mặt bằng trên 50 dự án với 185,5 ha. Các dự án đều hoàn thành tiến độ theo đúng kế hoạch. Cùng với đó, công tác văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo trên địa bàn được quan tâm đầu tư. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định. Với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyên Khê đã vinh dự và tự hào được đón nhận phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Trung Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nguyên Khê. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Linh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân xã Nguyên Khê đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh: Tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Nguyên Khê tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau. 1. Phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, tiếp tục đoàn kết, trách nhiệm đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn mới, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của nhân dân, chủ động sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2026, hoàn thành chỉ tiêu nông thôn mới, chỉ tiêu xã thành phường, nông thôn mới kiểu mẫu, bộ tiêu chí hợp nhất cấp xã, cấp huyện, thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Đại hội Đảng bộ của xã Nguyên Khê và các chỉ tiêu nghị quyết đại hội lần thứ 29 của Đảng bộ huyện Đông Anh nhiệm kỳ 2020-2025. Thiết thực kỷ niệm 69 năm ngày giải phóng thủ đô và lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì, trong dịp này, xã Nguyên Khê còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong nhân dân.